Rồi, hello anh em ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Mỹ Mô Tô nha anh em. Thì hôm nay mình có mặt tại địa chỉ là 320 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha các bạn. Đây là cửa hàng xe mô tô của anh Dương nha các bạn. Và những cái dòng xe mới về nè, hôm nay mình sẽ đến đây mình quay, mình cập nhật cho các bạn xem tham khảo ha. Cái số điện thoại của anh Dương mình để trên màn hình đó các bạn. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Đây, anh Dương là chủ cửa hàng những cái dòng mô tô lớn này. Chào tất cả anh em nha. Dạ. Để anh em like, bầu tù kênh để ủng hộ em ấy nha. Còn dạ, có nhu cầu về xe cổ thì cứ alo cho mình 0975 787879 nha anh em. Dạ. Chỉ cửa hàng là 320 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Đó. Và đây đầu tiên là con xe gì anh? Xe này, con này là con Britton 150 phiên bản cà phê dây sơ, nói chung nó là cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng xe này á. Thì Britton thì nó sẽ có 3 dòng cơ bản, đó là dòng Classic, dòng Scambler và cuối cùng là phiên bản cà phê dây sơ. Thì nó khác nhau cái là cà phê dây sơ thì nó cái tay lái này, đi đông thấp này, bánh béo và đặc biệt là nó có thêm cái in solo này nữa. In solo này thì anh em nếu mà không thích thì có thể tháo ra nha, là cái gì này nó sẽ dài như bình thường á. Xe này thì đời 2018, xe này mới chạy có 3.000 mấy mai, còn nó tương đương khoảng chừng có gần 5.000 km á. Nói chung thì xe thì còn đẹp như mới luôn, phụ tùng như kiến zin này, rồi sách hướng dẫn, sổ bảo hành thì còn đầy đủ, không có thiếu gì hết nha. Kèm theo một cái trục giá đèn zin lên xe này nữa. Đấy, xe màu bạc. Anh em nào mà thích cái dòng cà phê dây thơ này thì thật sự đây là một cái lựa chọn là mình đáng để mình quan tâm đó. Bởi vì cái dòng xe này được nhiều anh em ưa chuộng nhiều lắm. Xe còn rất mới luôn, bánh trước còn chưa mở luôn nha, đĩa này nói chung là không có mòn luôn đó, đồ đạc như mới. Nên là xe này để được một chỗ nhiều hơn mà chạy á, nên là 2018 nhưng mà nó mới đi có hơn 4.000 km thôi. Mấy cái này là những cái vết dơ thôi nha anh em, mình chưa có lau được. Hiện tại thì giá con này thì bên shop đang bán với giá là 40.500.000, bao rút hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em nhé. Đó thì anh em cũng có nghe anh chủ nói về cái dòng xe này các bạn. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Thì các bạn cứ xem đi, từ từ đi, mình sẽ báo giá đây dài vô, còn rất là nhiều dòng xe luôn các bạn ơi. Các bạn thích cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực làm những video thật là hay, ý nghĩa cho anh em xem về các dòng xe mô tô nha các bạn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Đó, xe này thì mẫu mã nó rất là đẹp các bạn ơi. Đó, kiến zin này. Dạ, còn kiến luôn anh. Đây, cái này là sách hướng dẫn sử dụng nhưng mà nó bằng tiếng Anh không ạ. Dạ. Với một quyền sổ bảo hành 2 năm, xe 2018 thì đến bây giờ là hết rồi. Và xe lịch sử mọi thứ đầy đủ luôn. Còn đầy đủ sổ sách rồi, là bảo hành là còn đầy đủ nha các bạn. Ok. Rồi. Ví dụ như anh em mà thích mềm hơn nữa đó thì anh giới thiệu tiếp cái dòng cũng Britton luôn, nhưng mà nó là 125. À, 125 thì con này là phiên bản Scambler nhá. Thì nói chung là máy móc này, bình xăng này, khung sườn thì nó y chang nhau, không khác gì nhau hết á. Phiên bản Scambler thì nó chỉ khác cái bánh này, nó sẽ là bánh đa địa hình để cho anh em đi đồi núi hay là những cái gì khác, và cái hành trình phục á nó cũng sẽ dài hơn đó. Rồi cái tay lái này, cái ghi đầm nó cũng sẽ cao hơn, giúp cho cái tư thế ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Thì dòng Scambler này thì cũng giống như dòng kia thôi, nó sẽ có 125 150. Xe này thì phiên bản này phiên bản 125, xe biển số Sài Gòn luôn. Xe thì đời 2019, nói chung là cũng còn rất đẹp luôn. Ô tô con này thì nó đi 17.000 rồi. Có nghĩa là anh em nào thích mà đi những cái địa hình khó nữa mà không gọi là đa địa hình nhé, vừa phố vừa rừng rú hay là có thể là bay nhảy một chút cũng được, thì mình chọn cái dòng Scambler này thì nó bụi bặm hơn nhé, và cái giá thì nó cũng rẻ hơn. Đó. Giá xe này thì bên mình đang bán là 34.500.000, xe biển số Sài Gòn 349 rồi nha, xe đời 2019 đó.
dòng Britain này thì trước tiệm mình cũng có nhiều lắm, mà bữa nay hàng nó hơi can nên là chỉ còn có 2 chiếc thôi. Đó, còn có 2 chiếc các bạn ơi. Đúng rồi. Đó, thì mấy cái dòng xe này với cái giá tầm khoảng hơn 30 triệu tới 40 mà phun xăng điện tử một xe này mới thì khá nhiều, nó còn trẻ, nó như một đồ chuộng á. Rồi, 34 triệu 500 á anh. Đúng rồi. 34 triệu 500 ngàn xe biển số Sài Gòn đời 2009. Bán lên 349 cho anh em luôn. Rồi, 34 hồ sơ. Rồi anh em nào thích ba cái thể loại gọi là tiền ít thịt nhiều á, mà thích ngầu nói chung là ấy thì có con xe này. Xe này nói thật là mình chả biết gọi là xe gì hết á, nhưng mà nói cái kiểu dáng thì nó nhái con xe bây giờ 150 của Thái đời 2009 á. Tóm lại là hôm nay mình gọi đó là xe tàu cho nó nhanh nha. Lốc máy nè, tà vẹt thì đều Kawasaki hết nha. Nói chung là nếu mà muốn bán lừa đảo chút thì cứ nói là Kawasaki Ninja 125 cũng được nữa. Xe đời 2018 luôn, giá thì bèo nhèo, chỉ có 23 triệu 500 ngàn thôi. Còn rất mới luôn. Nói chung mà nếu là cái dòng sport mà đời mới bây giờ thì chắc là mình thấy là nó là rẻ nhất luôn, không có nào rẻ hơn nữa. Tư thế ngồi thoải mái, nói chung xe đi cũng rất ngon luôn nha. Bên mình bán xe thì cứ có sao nói vậy. Quốc và xe Hàn, nó sẽ hãng được tới đến được rồi. Bao nhiêu anh? 23 triệu 500 em, xe đời 2018 nha. Kawasaki Ninja 125 hàng phách. Rồi. Cái bô thì bao giải tán nắp đông trong vòng 1 phút nha. Dạ. Rồi tiếp theo mình giới thiệu xe ở trong kia luôn anh. Con này thì siêu to, khổng lồ, CB 125 thì beo. Cũng xe tàu luôn. Nhiều ông cứ lầm tưởng xe này xe Honda nhưng mà không phải đâu nha anh em. Xe này hai máy. Bình thường với cái dòng xe này bên mình thì khoảng mười mấy 20 triệu nó có xe rồi. Ví dụ như xe ngoài kia đi, có con màu vàng ấy, nhưng mà tại con đó nó mình đang đi bán xăng nên là chưa có bán được. Xe này giá nó là 25 triệu. Đơn giản nhất tại vì sao nó mắc hơn thôi, thì để mình giải thích sơ qua cho anh em nghe thôi. Thì xe 125 nhưng mà nó thay đầu lòng với biển xăng đôi của xe là A250 rồi, nên là thành ra tiếng máy nó rất chi là lực luôn. Rồi cùm thắng này, cùm côn cũng của là A250 luôn này. Nên lên cái combo này thì nó cũng tầm ngoài 10 triệu mới lên được đây. Xe thì riêng nguyên bản luôn. Anh em đi không cần bằng A2 nhá. Đã sở hữu con xe 250 rồi, giá chỉ 25 triệu thôi. Cứ 1 triệu một cc. Một ốp xây đao hai phía trước bình xăng nhập đầu làm hai năm mươi nhập môi triệu các bạn ơi. Thích rẻ hơn thì mình cũng sẽ nhập xe rẻ hơn để cho anh em nha. Đơn giản là tiền nào cũng có thôi. Tiếp theo, dòng cũng được khá nhiều anh em ưa chuộng đó là Yamaha FZ150i. Xe này thì xe đời 2015 nha. Nói chung là xe zin hết. Có lên vài cái thứ cơ bản linh tinh thôi. Tức là máy móc thêm. Giá con này thì chỉ có 34 triệu thôi. Đó. Xe này cái bô nó có góc sòi đây nha.
đời 25 nha các bạn. Màu xanh, màu Vista. Thì trước cũng có nhiều mà anh bán hết rồi. Dạ, đều là bao mới về. Bao hồ sơ luôn anh. Đúng rồi. Bao giá là bao hồ sơ ha. Thì có vận chuyển xe miễn phí luôn anh. Nói chung trong cái tình hình mà mùa dịch mà hạn chế đi lại như bây giờ thì khuyến khích là anh em không có đi lại được nhiều. Anh em nào ôm xe nào chụp hình để gửi cho mình có số điện thoại Zalo của mình đó thì gửi đây hoặc là mình anh em ok cái thanh toán thì mình sẽ ship tận nơi cho anh em nhé. Nói chung là ban kính của mình tới 50 km đổ lại thôi, có xa quá xa quá mình chẳng đi được đâu. Miễn phí ship luôn đó. Thì hồi nãy giờ ảnh cũng có báo giá trực tiếp cho anh em về các dòng xe giá rẻ đó các bạn. Còn những cái dòng xe ở đây thì còn những cái dòng nào nữa anh? Nhiều lắm thì nói chung là gần như là những cái dòng xe phổ thông mà từ 125 cho đến 400cc á, thì bên tiệm thì gần như là lúc nào cũng có đủ cho anh em lựa hết á. Thì anh em cần cái dòng xe gì á, thì có số điện thoại của mình trên đó rồi, anh em cứ bốc điện thoại lên gọi điện. Nếu mà có hàng ở trong kho cái số điện thoại thì mình sẽ báo giá cho anh em, còn cái hàng nào không có thì thôi nhé. Còn đa số là những cái dòng xe phổ thông, đặc biệt là những dòng xe 150 đến 300 thì là rất rất nhiều nhé, gần như là đủ mẫu hết. Thì nữa thì em nghĩ em sẽ quay từng loại cho anh em coi tham khảo nhé. Đó thì 150 thì tóm lại là những dòng xe phổ thông á mà hiện đang bán trên thị trường nhiều, mà anh em cần nhiều thì bên tiệm mình đủ sức để phục vụ cho anh em nhé. Đó, rất rất nhiều luôn. Đó, đây Tech Tire Sport. Dạ, hết hàng về liên tục, ngày nào cũng về hết á. Đó, thì hồi nãy giờ anh em cũng nghe anh Dương chủ cửa hàng ở đây giới thiệu cho anh em là những cái dòng xe mô tô ở đây ha, và báo giá cho anh em tham khảo ha. Anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ cái số điện thoại này hoặc đến cái địa chỉ là 320 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha các bạn. Rồi, video mình chỉ làm tới đây thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.